tham gia ngày hội rất vui. Vì ở đây có những hoạt động bổ ích và nhiều các bạn học sinh. Tôi rất là vui bởi vì để cho các em được giao lưu, học tập với các bạn, đồng thời rèn cho các em kỹ năng sống, các kỹ năng giao tiếp, đoàn kết hợp tác với các bạn, cũng giống như giao lưu với các trường bạn ở trong huyện. Về hoạt động thi ở trường thì cũng đã hình thành, năm nay cũng đã có rất nhiều câu lạc bộ, như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ khoa học. Nhưng đối với trường thì chưa có cái câu lạc bộ bóng đá cộng đồng, thì cũng đề nghị đối với các cái cấp trên quan tâm hơn đối với ở những trường vùng sâu vùng xa, giống như trường tiểu học Hà Trung chúng tôi. Đây là một cái đợt tổ chức với một quy mô rất lớn. Tổng số người đã huy động là trên 1.500 người, trong đó hơn 1.001 học sinh. Đây là một hoạt động mà là một sân chơi cho các em trong một cuối một cái đợt hè chuẩn bị cho một năm học mới. Thì tôi cảm thấy đây là một hoạt động mà hàng năm thì chúng tôi cũng cố gắng kết hợp với Liên đoàn bóng đá Na Uy để tổ chức cho học sinh xua tan đi những cái không khí mà của một cái mùa hè để chuẩn bị bước vào một năm học mới, giúp cho các em với những cái tinh thần vui khỏe và có những cái hoạt động về cả cái kỹ năng sống của mình.
xin lỗi em hỡi người yêu dấu ơi, khi tôi dâng hiến em một cuộc đời sóng gió. Ra sân tôi nhớ em như đang ngồi kề bên, quả bóng bay lên trái tim em đâu nằm yên. Oh oh oh, yeah yeah yeah. Nước mắt bóng bay lên khi tên những anh hùng.